Rồi, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Hôm nay là ngày mà tôi sẽ biến hòn đảo nấm thành hòn đảo xanh anh em ạ. Và tôi sẽ làm chuyện đấy bằng cách là tôi sẽ mang cỏ về và tôi lấp hết cả hòn đảo nấm này luôn. Cái lý do tại sao mà tôi làm như vậy ấy, đó là theo như anh em đã biết ấy, là dạo gần đây là tôi đã xây rất là nhiều công trình mới ở đây đấy đúng không? Là mục tiêu của tôi là tôi biến cái chỗ này thành cái doanh trại thứ hai của tôi. Tôi muốn làm cho cái chỗ này nó có nhiều sức sống hơn anh em ạ. Đó. Thế nhưng mà tôi nhận ra nó vẫn thiếu một cái gì đó anh em ạ. Và đó chính là cây cối và những thảm cỏ anh em ạ. Thế nên là hôm nay tôi sẽ biến cái vùng đất khô cằn này thành một vùng đất mà có cực kỳ nhiều sức sống anh em nhá. Ok anh em ạ, trước khi bắt đầu video thì nếu mà anh em thích hai thể loại Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì anh em đừng quên nhấn vào nút đăng ký và click vào biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi anh em nhé. Bởi vì là kênh của tôi là chuyên làm về hai thể loại này luôn anh em ạ, nên là chắc chắn là anh em sẽ không thất vọng đâu. Anh em cứ tin tôi nhá. Rồi, bây giờ ấy, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để có thể biến được cái hòn đảo nấm này thành hòn đảo xanh ấy thì là chúng ta phải đi đào rất là nhiều cỏ đó anh em ạ. Nên là bây giờ tôi sẽ đi về nhà và tôi đi đào cỏ anh em ạ. Sau khi mà tôi đã về tới nhà là bây giờ là tôi cần phải làm một chuyện, đó là tôi cần đi đổi quyển sách hiệu suất. Bởi vì là tôi cần rất là nhiều cỏ nên là tôi cần có một cái xẻng có hiệu suất để tôi đào cho nó thật nhanh anh em ạ. Và tôi đã trèo lên trên cái máy farm sắt cũ của tôi để muốn biến những cái đứa dân ở trên đấy thành những đứa làm sách. Thế nhưng mà chúng không chịu làm anh em ạ. Xong sau đó là tôi chạy qua cái máy farm sắt mới và chúng nó cũng không chịu làm sách luôn. Vì không còn cách nào khác, vậy nên là tôi đã phải chạy qua cái làng bên cạnh để tìm thử xem là còn thằng dân nào mà chưa có nghề không. Và rất là may mắn là còn một thằng chưa có nghề anh em ạ. Tôi đã dành một khoảng thời gian rất là lâu để bắt anh ấy đổi quyển sách hiệu suất. Và đây là kết quả anh em ạ. Wow. Ôi anh em ơi, sau bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng tìm được quyển hiệu suất 4 anh em ạ. Sau khi mà tôi đã có được quyển sách hiệu suất 4, tôi đã về nhà và tôi đã khảm nó vào cái xẻng có độ mềm mại của tôi. Xong sau đó tôi đã đi qua cái đảo cây ở bên cạnh cái máy farm quái vật của tôi, hòn đảo mà tôi đã từng đại chiến với con boss wizard, để tôi đào rất là nhiều cỏ. Và tôi đã đào gần full một rương to luôn, toàn cỏ luôn anh em nhá. Và đó là tổng cộng của hai đợt đào của tôi đây anh em ạ. Hai đợt đào đấy. Rồi ok anh em ơi, đây chính là cái rương cỏ mà tôi đã đào ở đây. Nói chung là cũng không có nhiều lắm anh em ạ, nhưng mà tôi nghĩ là vậy là đủ rồi. Mà nếu mà thiếu chút thì về mình đào thêm ấy kia vậy, không sao. Giờ là tôi có cái kế hoạch để biến cả cái hòn đảo này thành hòn đảo xanh rồi anh em ạ. Đó là ấy, tôi sẽ không muốn phá hủy đi cái hình dáng của cái hòn đảo này. Có nghĩa là ấy, cái miếng đất nào mà nó nhô lên ấy là tôi sẽ vẫn để cho nó nhô lên. Và cái miếng đất nào mà nó ở bên dưới này này là nó sẽ vẫn phải ở bên dưới. À, thế nên là cái kế hoạch của tôi sẽ là thế này. Chắc là anh em cũng thấy được cái mô đất mà nó đang nhô lên đây đúng không? Đó. Tôi sẽ dùng cỏ và tôi sẽ biến hết tất cả các cái viền này thành cỏ trước. Ok chưa? Xong sau đó là tôi mới biến bên trong lõi thành cỏ. Cái mục đích khi làm vậy là bởi vì tôi muốn giữ nguyên cái hình dáng của cái miếng đất này. Đó. Chúng ta cùng làm anh em nhá. Đấy, thực ra tôi cũng chả cần gì nhiều anh em ạ. Tôi cầm cái kiếm cho chắc ăn thôi. Còn lại là các cái đồ này cất đi. Mình lấy cỏ mình xây thôi anh em ạ. Ừ, chắc là tôi dùng cái xẻng có độ mềm mại luôn. Bởi vì là tôi cũng thích các cái cục khuẩn thi thể anh em ạ. Chắc là tôi phải cất cái khiên đi anh em ạ. Đấy, cất khiên đi để mình còn có đồ để mình cầm cái cục khuẩn. Ui, trời ơi, xẻng tôi hơi khỏe anh em ạ. Ok anh em ạ, thực sự là tôi thấy cái sẻng của tôi nó hơi khỏe. Đào như vậy là chốc nữa là nó bị lệch hướng mất anh em ạ. Kiểu là mình đào một cục cái nhưng mà nó lại đào luôn của mình hai cục ấy. Chắc là tôi sẽ vào tôi craft một cái sẻng nào đó khác. Chắc là một cái sẻng bạc anh em ạ. Sẻng sắt đấy. Đâu rồi, cái sắt của tôi đâu ấy nhỉ? Thế quái nào mà tôi còn có. À, đúng rồi, may quá, tôi còn có một phôi sắt. Thì craft sẻng thì cũng chỉ cần có một phôi thôi mà đúng không? Ừ. Đây rồi, nào. Sáng. Rồi.
Ngon rồi anh em ạ. À thì nếu mà mình mà dùng xẻng sắt là mình sẽ không giữ lại được các cục khuẩn ti thể anh em ạ ơi. Nói chung là nó cũng hơi thốn nhỉ, nhưng mà kệ đi anh em ạ. Đó thì nếu mà anh em có thể thấy thì lá cỏ cái vùng này nó khá là xanh, và tôi cảm giác là cái vùng đất này nó khá là tươi tốt anh em ạ. Khá là giống cái vùng rừng rậm đây anh em nhỉ. Xanh thật đẹp anh em ạ. Rồi đây anh em, thì tôi thấy có vẻ là tôi đã biến được hết cái viền rồi đấy nhở. Bây giờ là tôi sẽ thay đổi cái phần bên trong thành cỏ anh em nhá. Chắc là tôi phải dùng cái xẻng kim cương. Đây rồi. Rồi, làm thôi anh em ạ. Ấy, thì tôi vẫn đang chăm chỉ đào đây anh em. Nói chung là cũng sắp xong rồi anh em ạ. Thực ra là đào qua được chỗ này nó dễ hơn đấy, chứ là vừa nãy mà đào ở cái chỗ lửa chạy kìa, khó lắm anh em ạ. Bởi vì là nó bị vướng ấy. Đó. Chứ mà giờ mà qua chỗ này thì gọi là nó xứng tay hơn thì. Rồi đấy anh em ạ. Tôi thấy có vẻ là tôi đào hết rồi đấy nhỉ. Đây đây. Đây. Rồi. Ngon đấy anh em. Ngon rồi đấy. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ lắp cỏ vào đây anh em ạ. Ôi. Em chào anh. Sao anh lại tới thăm em thế? Tôi còn chưa xây xong mà nó tới thăm anh em ạ. Nó láo quá. Không nhưng mà thực ra mà nó tới thăm tôi thì nó cũng tốt anh em ạ. Đây này. Thì nó cũng có quà tôi mà. Đó. Nói. Tôi sắp xong rồi đây anh em ạ. Đây này. Tôi sẽ chỉ còn cái chỗ này thôi anh em ạ. Rồi đây anh em ơi. Xong rồi đấy. Có đẹp không anh em? Đấy. Toàn cỏ là cỏ luôn. Quá đẹp luôn anh em ạ. Quá là tươi tốt luôn. Hả? À, ở ngoài trời mưa. Tôi đang ngồi trong lều và suy nghĩ về cuộc đời anh em ạ. Tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời. Rồi. Thôi. Tôi qua xây tiếp đây anh em ạ. Rồi nhá. Bây giờ ấy là tôi sẽ biến cái mỏm đất chỗ này này thành cỏ. Rồi đấy anh em ơi. Rồi đấy. Ngon lành càng đào rồi đấy. Nhờ. Có được không anh em? Quá đẹp luôn anh em ạ. Thật quá đẹp luôn. Đấy nhá. Bây giờ là tôi sẽ biến hết tất cả những cái tầng bên dưới này thành cỏ. Đấy. Tôi làm trước cái này là để nó không mất mấy cái hình dạng của các mô đất đấy anh em. Rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng làm phần bên dưới thôi anh em ạ. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ bắt đầu nó từ đâu nhỉ? Đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu nó ở chỗ cầu này. Từ từ anh em ạ. Đây này. Thì à, tôi thấy có cái chỗ này này. Tôi phá mấy cái chỗ này đi. Rồi. Hình như là nó 5 cái vừa nãy đúng không? Đúng rồi, thế này này, chuẩn rồi đấy. Xong ở chỗ này là nãy là tôi phá đi 2 cái này. Đấy, đặt 2 cái vào đây. Có vẻ là tôi cũng lại phải làm cái viền đảo trước rồi anh em ạ. Đó. Tôi sẽ qua bè tôi nhòm. Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu thay từ viền đảo thành cỏ trước anh em nhá. Nó hỏng luôn cái xẻng của tôi rồi anh em ạ. Rồi. Chắc là tôi sẽ phải về tôi grab một cái xẻng khác. Thì không biết là cái sắt tôi để đâu ấy nhở. Trong này có không? Hình như là hồi trước là tôi cất nó vào đây đúng không này? Đấy. Tôi biết mà. Rồi. Tôi vào tôi grab cái xẻng anh em ạ. Gậy rồi. Rồi. Cái grab table tôi đâu ấy nhỉ? À đây này. À đâu? Cái grab table là tôi để trong hòm mất rồi anh em ạ. Rồi, ngon rồi. Thôi tôi grab hai cái sạc luôn đi anh em ạ. Thì nó cũng có tốn tí nào sắt đâu đúng không? Tốn cứ mỗi hai cái. Nhà tôi giàu mà lo cái gì ấy kìa nhỉ? Tôi cất đồ tí rồi sau đó chúng ta cùng tiếp tục vào làm thôi anh em ạ. Ấy. Tôi phải cầm sạc ấy chứ, nhầm. Đâu rồi? Vừa nãy là tôi làm tới đâu rồi nhỉ? À, đây.
Tôi đang làm ở cái chỗ cầu. Đây, ok. Tôi nghĩ chắc là hiện tại là tôi chỉ đào tới đây thôi anh em ạ. Chắc là hiện tại là tôi chỉ đổi hết tất cả thành cỏ tới đoạn này thôi. Bởi vì là thật sự là cái đảo nó rộng lắm anh em ạ, thật sự. Đây này, tôi chạy qua đằng sau cho anh em xem. Đấy, nó rộng lắm. Nếu mà biến hết cái đống này thành cỏ luôn ấy là nó sẽ mất khá là nhiều thời gian. Với cả là chắc là tôi sẽ chỉ biến cái chỗ doanh trại của tôi đã anh em ạ. Ai thì sau này khi mà tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ biến thêm sau. Nhờ. Chào các anh. Để xem là thương nhân nó đổi cái gì nào. Bột nhuộm đen à. Khối san hô não à. Nói chung là mấy ô nó có đổi cả cát đỏ này. Nói chung là cũng không có cái gì cần thiết cho lắm anh em nhỉ. Kệ anh ấy đi anh em ạ. Đây, bây giờ là tôi sẽ bắt đầu biến đổi ở phía bên phải của cái cầu anh em ạ. Đây này à, vừa nãy là chúng ta làm bên tay trái rồi đây đúng không? Đó. Giờ tôi sẽ làm từ bên này anh em ạ. Ok anh em ạ. Thì là như anh em có thể thấy là giờ trời đã tối rồi đấy. Và tôi vẫn đang chăm chỉ làm việc đây. Nên là nếu mà anh em đã xem tận đây rồi thì anh em đừng tiếc gì mà không để lại cho tôi một like anh em nhá. Và có gì thì anh em bình luận là quá đẹp anh em nhá. Để cho tôi có động lực anh em nhá. Ok, cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Thật sự tôi đi được một đoạn đường khá là dài rồi anh em ạ. Và tôi thấy có vẻ là chắc là sẽ không đủ cỏ ở đâu nhỉ. Chắc là sẽ không đủ đâu anh em ạ. Bởi vì tôi cũng sắp hết cỏ rồi. Thế nhưng mà không sao. Đấy, tôi làm xong cái viền đấy anh em ạ. Thế giờ chúng ta cùng biến đổi cái phần lõi anh em nhá. Bây giờ tôi cũng sẽ thay hết cái phần lõi thành cỏ luôn. Tôi thật sự đang rất phê anh em ạ. Là bởi vì đào cái đoạn này cực kỳ phê anh em ạ. Phê thật. Đây này, anh em chỉ cần giữ chuột trái xong rồi anh em dịch một phát rồi. Thích lắm đây này. Đấy, phê không? Quá phê luôn anh em. Ôi, thế này là hơi không phê rồi đấy. Đấy, đóng vào là lại phê ngay. Đấy, cực kỳ phê anh em nhá. Thì nói chung là tới đoạn này là tôi cũng sắp xong rồi đấy. Đoạn này tôi cũng gọi là đào sắp xong cái lõi. Đào thôi, chứ còn tôi chưa có lấp anh em ạ. Đây, một tí nữa là xong rồi đấy nhở. Rồi đấy anh em. Được rồi đấy. Đấy, tạm thời cái này đã anh em nhá. Rồi, bây giờ là tôi sẽ vứt đi một vài cái đồ vẩn này. Nấm niếc các thứ vứt hết đi anh em ạ. Tôi là tôi cần những cục khuẩn thi thể ấy. Tương lai biết đâu mình cần anh em nhỉ. Đấy, tôi sẽ nhặt hết cái đống này anh em ạ. Xong sau đó là tôi sẽ lấp cỏ vào anh em nhá. Hóa ra vừa nãy cái lúc mà tôi đào là tôi còn quên chưa đào cái lõi ở chỗ này anh em ạ. Chắc là giờ tôi phải đào cái lõi ở chỗ này đã anh em ạ. Ok anh em ạ. Tôi nhận ra có một vấn đề. Đó là cái xẻng của tôi sắp hỏng rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là nó vẫn trụ được. Chắc là nó vẫn trụ được cho tới khi mà tôi hoàn thành xong cái đảo này. Nhờ. Tôi thấy là nó vẫn còn một tí đỏ kìa. Chắc không sao đâu anh em ơi. Theo tôi thấy là có vẻ là ngon đấy nhở. Có vẻ là được rồi đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi lấp cỏ là được anh em ạ. Rồi, tôi hết sạch cỏ rồi anh em ạ. Tôi không biết bên trong cái rương nó còn nhiều cỏ không. Tôi mong là còn nhiều anh em ạ. Nói chung là cũng còn khá khá anh em ạ. Ngon. Ngon. Đấy, tôi cất tí đồ ở đây anh em ạ. Khá là nhiều khuẩn thi thể anh em nhỉ. Tôi cất cả quà của anh đuối nước đi. Tôi không biết là bằng này khối cỏ sẽ đủ chưa anh em ạ. Thế nhưng mà chắc là đủ đấy chứ nhỉ. Tôi làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm mà không ngủ đấy anh em nhá. Khá là chăm chỉ luôn đấy anh em ạ. Hôm nay trời lại đổ mưa anh em ạ. Theo tôi nghĩ có vẻ là ông trời thương tiếc cho sức khỏe của tôi ấy hả. Ông trời bảo
Mày làm gì, mày làm mấy ngày đêm mày không ngủ rồi hơ? Chắc là ông thương tôi rồi các bạn. Đấy. Tương lai chắc là tôi sẽ được ông trời độ đấy. Hình như là tôi sắp xong hết rồi anh em ạ. Hình như là tôi sắp xong hết rồi hay sao ấy anh em ạ. Tôi cảm thấy là hình như là tôi cũng lấp được cũng khá khá ở cái hòn đảo này rồi. Hình như là nốt cái hồ này là xong đấy. Đây này. Nốt được vài cái chỗ này là xong đấy. Rồi. Xong rồi anh em ơi. Xong rồi. Xong rồi. Ui rồi. Quá tuyệt ơi rồi. Hóa ra nó còn chỗ này à? À đây nữa anh em ạ. Ở đây nữa. À, nói chung là nó cũng còn có một chỗ gọi là nhỏ nhỏ thôi nhỉ. Yeah. Ui dồi ôi. To này. To này. Không sao anh em ạ, được rồi. Làm thôi anh em ạ. Rồi đấy anh em ơi. Ngon rồi đấy. Hình như tôi xong hết cả đảo rồi. Ôi. Ở đây đấy anh em ơi. Ở đây nữa. Xong rồi anh em ơi. Thật sự là tôi không biết là còn chỗ nào không anh em ạ. Chắc là tôi sẽ phải chạy xung quanh để tôi kiểm tra thử anh em ạ. Hình như là xong hết rồi đấy anh em ạ. Xong hết rồi. Ôi dồi ôi. Tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời. Nếu vậy là tôi còn thừa cũng khá khá cỏ đấy anh em ạ. Khá là may mắn. Ôi tuyệt quá anh em ạ. Ok anh em ạ. Thế nhưng mà thế này vẫn chưa xong đâu. Bởi vì là chúng ta mới chỉ có thảm cỏ thôi. Đấy. Chúng ta chưa có cỏ thật sự. Đó. Và chúng ta vẫn còn thiếu cái gì anh em biết không? Đó chính là cây cối anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi mang bột xương ra đây. Và tôi đã trồng rất là nhiều cỏ xung quanh đây anh em nhá. Và tôi sẽ mang thêm hạt giống cây qua đây anh em ạ. Và tôi đã trồng thêm cực kỳ nhiều cây xung quanh đây luôn anh em ạ. Sau khi mà tôi về nhà, tôi đã đi chặt một chút cây xiêm gai để tôi lấy cái hạt giống xiêm gai. Và xong sau đó là tôi đã mang một số lượng cũng khá là lớn các chồi cây. Và tôi cũng đã mang thêm khá khá bột xương tới hòn đảo nấm. Rồi anh em ơi, tôi đã tới đảo nấm rồi đây. Bây giờ chúng ta cùng trồng cây anh em nhá. Nhưng mà trước tiên ấy là để tôi tìm chỗ đã anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi đã trồng một cái cây nào đó vào đây anh em ạ. Chắc là cây xiêm gai. Bởi vì cây xiêm gai nó cứ ngả ngả thế này là trông nó khá giống cây dừa anh em ạ. Đây nhá. Thật sự tôi không biết là tôi trồng vào thì nó có lên không nữa. Bởi vì là cái vùng đất này là cái vùng đất nấm mà. Nào, phải thử thì mới biết rồi anh em ạ. Sao? Sao? Thế nào mà nó vẫn chưa lên anh em ạ? What? What? Đây anh em ạ, cái lý do tại sao mà nó không hiện cái màu xanh xanh đấy là bởi vì cái hạt hiệu ứng này đấy. À, phải để nó lên tất cả thì nó mới hiện ra. Đấy. Thế nhưng mà sao mà nó không lên nhỉ? What? Gì kỳ vậy anh em ơi? Nó chôn tôi à? Vậy để tôi thử trồng cây khác làm sao nào? Rồi cây sồi làm sao nào? Buồn cười anh em nhỉ? Đây. Á à, chà. Lên đấy. Lên này anh em. Thế nào mà cây này thì nó không lên? Thì lên em ơi. What? What? Nó chôn tôi anh em ơi. Vậy để tôi trồng thử chồi cái vân sam cho nào. Thử xem có lên không anh em ạ. Đây. Ui. Thì lên luôn. Lên luôn anh em ơi. Ngon. Nếu vậy để tôi trồng cái cây xiêm gai qua đây anh em ạ. Thử xem ở đây có được không. Thấy thì ở đây thì nó không có vướng gì đâu đúng không? Đó. Thử xem có được không anh em ạ. Nào em ơi. Ôi. Lên rồi anh em ơi. Lên rồi, lên rồi. Quá ngon anh em ạ. Ôi ôi. Cái vùng này của tôi là sẽ có tất cả các loại cây anh em nhé. Thế nhưng mà hơi tiếc đó là tôi chưa có chồi cây rừng anh em ạ. Có thể là một buổi nào đó là tôi sẽ đi tìm chồi cây rừng. Đây. Cây bạch dương là tôi đã trồng vào đây anh em ạ. Này em ơi. Ấy. Thực ra nếu mà anh em để ý ấy, thì là anh em mới thấy là có mỗi cái cây sồi là cái lá cây của nó là nó khá là xanh thôi đúng không? Còn các cây khác thì cái lá của nó vẫn màu như vậy.
Hình như là cái cây sim gai này lá của nó cũng xanh hơn đấy anh em ạ. Khá đẹp anh em nhỉ. Tôi sẽ trồng thêm một vài cây nữa ở xung quanh đây anh em ạ. Đây đi. Chỗ này tôi sẽ trồng cây gì nhỉ? Hay là tôi thử trồng cái cây sồi sẫm thế nào anh em nhá. Nếu mà anh em muốn trồng cây sồi sẫm ấy là anh em phải đặt ra bốn cái chồi luôn anh em ạ. Đây này. À, đây này. Đặt bốn cái chồi để nó là hình vuông vậy anh em nhá. Đấy. Xong rào cho giống vào anh em ạ. Cái cha rồi. Có vẻ là tôi hơi ít xương rồi nhỉ. Hơi ít xương rồi. Đấy. Đẹp không anh em? Cào ráo thế. Khá là cao anh em ạ. Đấy. Tôi đi chọn thêm một vài điểm nữa và tôi trồng thêm cây anh em ạ. Giờ là tôi sẽ phải về nhà để tôi lấy thêm bột xương ra anh em ạ. Chúng ta sẽ biến hết cái thảm cỏ này thành nhẽ cỏ thật sự anh em nhá. Nó sẽ có hoa và có cỏ luôn. Rồi, hiện tại là tôi đang ở cái máy farm skeleton của tôi đây. Và nếu mà anh em không biết ấy là cái máy farm của tôi này có một cái rương mà nó đựng rất là nhiều ớt. Cái quán nằm còn ít thế này. Hình như là trước là tôi lấy nó rồi. À đây này, á. À. Nói chung là nó cũng còn khá khá nhỉ. Đấy, khá là nhiều tên luôn. Chắc là bằng này xương là đủ ở đây các bạn. Thôi đi về thôi. Chúng ta lại chạy qua đảo nấm thôi các bạn. Rồi, tôi tới nơi rồi đây. Bây giờ ấy, đơn giản lắm, từ từ. Tôi cất tí đồ ra các bạn. Để tôi có chỗ để tôi còn cầm cái bột xương nữa. Nói chung là thế này được rồi đấy các bạn nhỉ. Được rồi nhá. Đấy, làm bột xương các bạn. Cỏ lên ngay. Thế này mới đúng là vùng đất thần tiên anh em nhá. Quá đẹp luôn. Chúc đã xong rồi tôi cho anh em xem thành quả. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Ôi anh em ơi, mà từ từ đã. Hiện tại là trời đang tối. Thế nên là giờ tôi sẽ tranh thủ tôi đặt đèn lồng luôn anh em ạ. Bởi vì à, tối thế này là chúng ta sẽ biết được là cái chỗ nào là nó cần ánh sáng ấy. Ô, nó còn chỗ này là tôi chưa có đổi đến cỏ này. Đấy, ngon ngay. Xong rồi mình đặt lại cửa anh em ạ. Đặt vào, đấy. Ngon đấy. Đây. Ôi, nó còn chỗ này tôi cũng chưa biến thành cỏ à. Nào. Cỏ vào, đấy. Được rồi đấy, yeah. Mong là không còn chỗ nào nữa. Nào, đây rồi. Sắt của tôi đây rồi. Tôi sẽ cần rất là nhiều sắt để tôi làm những cái đèn lồng anh em ạ. Rồi. Tôi có 15 cái rồi. Chắc là 15 cái là đủ ở đây anh em nhỉ. Được rồi. Thì đặt tôi đây anh em ạ. Đây này. Tôi thấy là cái chỗ đằng sau này nó khá là tối này. Đó. Tối như thế này này. Là chúng ta sẽ đặt một cái đèn lồng vào anh em ạ. Nhưng mà tôi cũng đang chưa biết là tôi đặt nó ở đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đặt nó ở bên dưới gốc cây nhỉ. Đấy. Cho chiêu. Đấy. Chiêu chưa? Chiêu không anh em? Tôi đặt thêm một cái nữa ở bên dưới cây nấm này đi. Đấy. Sáng ngay. Sáng ngay các bạn. Ở bên này tôi cũng đặt một cái nữa ở dưới gốc cây các bạn. Đấy. Đây nữa này. Đấy. Đây nữa. Đấy. Ôi sáng ngay các bạn. Sao mà không sáng được nhỉ. Ô, vì sao mà chỗ này hơi tối. Vậy thì tôi đặt một cái ở đâu nhỉ. Ở đây đi. Ở đây đi, đấy. Chỗ này vẫn hơi tối này. Vậy thì một cái ở đây đi, đấy. Ui ôi. Wow. Ái cha, em chào anh. Không biết hôm nay vận may của tôi có tới không nhỉ. Wow, thằng này nó cầm cái đinh ba có khảm luôn đấy các bạn ạ.
Wow. Đứa tao có đích ba. Sao? Nó chết chơi cả. Có đích ba không? Đấy. Nó có cái đích ba không anh em? Hình như là không có đúng không? Có vẻ là tôi hơi xui anh em nhỉ? Hình như là nó không có đúng không? Từ từ tôi vứt cái thịt zombie ra cái nào. Từ từ tôi nhóm thử tiếng em nhé. Nếu mà có cái đinh va là nó phải nổi lên bên trên đấy các em ạ. Tôi là tôi không thấy rồi. Có vẻ là vận may của chúng ta vẫn chưa tới rồi anh em ạ. Nhờ. Đúng rồi anh em ạ. Tôi không thấy một cái đinh ba nào hết. Đấy, không sao anh em ạ. Nói chung là tương lai là vận may của chúng ta nó sẽ tới thôi. Phá cái này đi. Rồi. Tôi đi lên thôi anh em ạ. Đẹp không anh em? Có đẹp không? Hòn đảo của tôi là không bao giờ có cái chuyện chết chóc nữa anh em nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây thêm một cái nào đây nhỉ? Đấy. Đây. Cái cây này nó cần ánh sáng anh em ạ. Tôi cho nó ánh sáng. Đấy. Tôi thấy là mặt trăng nó cũng sắp lặn rồi đấy. Có vẻ là bình minh sắp lên rồi anh em ạ. Bình minh lên rồi. Bình minh lên rồi. Quá đẹp anh em ạ. Được rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn việc phải làm anh em ạ. Đó là trồng cỏ. Tôi trồng thêm cỏ đấy anh em ạ. Đẹp không anh em? Có đẹp không? Đây mới đúng là vùng đất thần tiên anh em nhá. Quá đẹp luôn. Quá là tuyệt vời. Tôi thề với anh em mà trên đời nó không có một cái gì nó đẹp như cái này của tôi luôn anh em ạ. Không có một cái gì nó đẹp như cái vùng đất của tôi luôn. Vùng đất tài cát anh em nhá. Quá là đẹp. Hơi tiếc đó là chúng ta không trồng cỏ được vào chỗ này anh em ạ. Hơi tiếc nhỉ. Thế nhưng mà nói chung là cứ để cái chỗ này đi. Để vậy trông cho nó độc đáo anh em nhỉ. Ok ở đây anh em. Thì tôi nghĩ là tôi cũng đã xong hết rồi đấy. Yeah. Xong hết ở đây anh em ạ. Đẹp không anh em? Tuyệt vời không? Quá tuyệt luôn. Đây nhá. Để tôi xây cao cao lên cho anh em nhìn nhá. Nào anh em. Anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây chính là vùng đất thần tiên của tôi. Nơi mà sau này con người sẽ sống với nhau trong hòa bình. Và chúng ta đã xây dựng nên một thế giới cực kỳ là đẹp. Nơi mà sẽ không có chiến tranh. Sẽ không có đổ máu. Tuyệt vời không anh em? Tuyệt vời không? Quá tuyệt luôn. Mà tôi thấy là cái chỗ này nó còn thiếu thiếu này đúng không? Chắc là tôi đã trồng thêm một cái cây vào đây các em ạ. Quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi, xuống thôi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ trồng thêm một cái cây nào đó nhỉ. Tôi nghĩ chắc là
chắc là trồi cây sồi sẫm đi. À, tôi đã trồng thêm ở đây, ở chỗ này đi. Đặt đấy, phá cái này đi. Này, xong rồi lôi bột xương ra. Nào cây ơi, lên em. Đấy, ấy, hết trồng bắn luôn anh em nhỉ. Ngon rồi đấy. Ok, tôi nghĩ là video hôm nay tới đây thôi. Hôm nay là tôi đã biến được cả cái hòn đảo nấm thành hòn đảo xanh rồi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì xem tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Tôi yêu anh em rất là nhiều.